sương rơi lạnh cấm canh vẫn đi ước gì năm cánh ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình trong đêm này chỉnh chống hú cho vang cơ và đẩy. Rất nhiều anh em cứ hỏi tép có chống hú không. Đây mình bán rất nhiều loa tép từ to đến nhỏ các cỡ. Rất nhiều anh em cứ hỏi tép có hú không, tép có chống hú không. Mình xin trả lời anh em, hú hay không là do chúng ta không biết chỉnh, chứ không phải là do loa, mà cũng không phải là do âm ly, không phải do vang, mà chính là do kỹ năng của chúng ta không biết cân chỉnh. Rất nhiều anh em mà không biết cái nút nào và cái nút nào, thì mình thưa với anh em rằng không có loa tép nào chống hú cả, không có loa nào chống hú cả, không có âm ly nào chống hú cả. Chống hú hay không là do kỹ năng của chúng ta chỉnh. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách chỉnh này. Đây là một con vang cơ, một con đẩy nha. Đây, để mà cân chỉnh thì anh em ban đầu thì anh em đưa tất cả các nút. Đây là cái nút chỉnh nhạc này, đây là chỉnh mic. Đấy, còn bên này nó liên quan đến chỉnh bát tép của nhại. Đây là nút nhại bên này nữa, nút volume mic đây. Đấy, mình dẫn anh em có qua cho dễ hiểu nhất nha. Anh em mua vào cái bộ dàn như thế này thì đầu tiên về anh em đưa tất cả các nút nhỏ này, chỉnh nhỏ này về giữa, và các nút to này về giữa. Đấy, nút to này về giữa. Về giữa này nhá. Xong chúng ta mò đến cái nút này. Đấy, nút này cái nút nào cho chuẩn, nút này ở cái điểm nào cho chuẩn. Tất cả các số đây nó chỉ là cái biểu tượng thôi, chứ còn nó không có cái chức năng gì cả. Có loại thì nó lên đây, có loại thì nó xuống tận đây, có loại lên đến đây, không sao cả, chủ yếu cái lõi chiết áp thôi. Đây chúng ta chỉnh này, chúng ta sẽ với điều kiện là cái tai chúng ta phải siêu thính nhá. Đây cái nút chuẩn của nút này đó là khi chúng ta cứ tăng dần cái nút này lên này, chuẩn bị có tiếng sôi xì xì nhẹ ra tép nhá, là chúng ta dừng lại. Đấy là điểm chuẩn của đẩy. Lúc đây chúng ta sẽ chỉnh lại cái này. Đấy, lúc nó đang ở vị giữa đúng không? Bắt đầu chúng ta bật nhạc lên. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh. Đây là mình đang mở có nhạc sẵn nên là mình sẽ vặn nhỏ xuống. Nhưng bình thường anh em sẽ chỉnh cho nó hài hòa. Đấy. Đấy, ok. Bật lên là có nhạc rồi đúng không? Xong bắt đầu chúng ta mới chỉnh mic trước. Chỉnh mic trước nhá. Đấy, sau đây mình sẽ chỉnh qua cho anh em. Xem nha. Đây nó ghi là đây là nút nhạc, music tone, đây là chỉnh nhạc. Chúng ta từ từ gắng chỉnh, chúng ta sẽ tập chỉnh mic này. Đấy, đây là cái nút mic. Đấy, nhớ nha, quan trọng là cái nút này, này. Nút hú là do hai cái nút này gây nên này. Đấy nha. Và cái nút này, nút này nữa này, đây toàn mic tép nhá. Đấy, anh em sẽ chỉnh nút này. Đấy, nút này. Đấy, chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh mic trước, sau mới chỉnh nhạc sau. Về vấn đề nặng mic thì nó còn liên quan đến loa của chúng ta. Loa của chúng ta có bị thiếu giải không? Đấy mới là cái quan trọng, hoặc là thừa giải không? Đây, rất nhiều anh em chơi loa full, những loa côn to thì đa số nó rất nặng mic. Thường thường cái côn mà côn 75 đến côn 100 thì tỷ lệ nặng mic nó rất là cao. Đấy, nó chỉ thiên về cái âm bát thôi, tiếng bát thôi, nên mà cái giải chung là rất là thiếu. Nên là chúng ta rất là nặng mic. Để mà nhẹ mic thì chúng ta chỉ tìm những cái loa đầy đủ giải, giải bát, giải tép, giải chung đầy đủ. Hoặc những cái loa côn bé như côn B1B đi chẳng hạn, hoặc là côn 75, côn nhỏ hơn một tí cũng được. Đấy, để chúng ta lấy cái lời mic được nha. Chúng ta sẽ anh em cách chỉnh này. Alo 1 2 3 4. Đây là nút bát này, ta chỉnh mic trước. Hú mic hay không là nó còn do cái cự ly của chúng ta ở gần loa hay không. Cái mic
chúng ta càng gần loa thì càng hú càng ác, vì càng gần gần loa thì cái áp suất tép nó càng mạnh, hoặc là cái không gian kín, càng kín thì càng hú. Nguyên nhân hú là do không gian, không gian càng hẹp thì càng hú, hoặc chúng ta ở gần loa thì nó sẽ hú rất là ác. Thường thường ngoài trời thì nó ít hú hơn, còn ở trong nhà thì nó hú ác hơn, vì cái áp suất của cái âm tép nó rất là mạnh. Cái tiếng xì xì đấy, cái tiếng xì xì đấy là cái nguyên nhân mà rất nhiều anh em cân chỉnh. Thế khi mà để mà cân chỉnh thì chúng ta phải như là mình nói lúc đầu đấy, anh em đừng để nó tiếng sôi xì xì ra tép. Tiếng sôi xì xì ra tép là do chúng ta cân chỉnh các hệ master này. Cái master thì cái này là ở hai cái nút to này. Tiếng sôi xì xì quá to khi chúng ta chưa mở nhạc thì nó rất hú, rất là ác. Đấy nhá. Để mà chỉnh được thì mình sẽ mời anh em cách chỉnh nhá. Chúng ta sẽ chỉnh nhẹ nhàng thôi. Chỉnh mic ngọt, vang nhạc đầy đủ thì chúng ta mới được tăng nhạc lên. Như chúng ta chỉnh nhạc với mic loạn lên là chúng ta không chỉnh được đâu. Với điều kiện loa chúng ta phải ok nhá. Rất nhiều anh em chơi càng tham cái côn to thì mic nó càng nặng. Đấy, mình khẳng định với anh em như vậy. Chơi có loa côn vừa vừa thôi. Đấy thì côn bát đấy nhá. Thì cái giải chung nó mới nhiều. Còn chúng ta thiên về tiếng bát quá thì mic nó nặng. Côn càng to thì mic càng nặng. Đây nút hú là cái nút này nhá. Đây bây giờ mình sẽ chỉnh cho anh em nhá. Khi mà chúng ta chỉ tăng cái nút này lên một tí thôi là nó hú bình thường. Đấy, nút này nút tép ton mic. Nút bát này. Bát vừa vừa thôi. Bình thường người ta hú tép nhiều hơn là hú bát. Bát thì quá kín là nó hú bình thường. Nút này tăng vừa vừa lên này. Đấy, nút này tăng vừa vừa thôi. Bây giờ mình sẽ cố tình nhích lên một tí xem nhé. Nó sẽ hú bình thường. Anh em chỉnh đừng để cho nó hú. Đấy, hú hay không là do chúng ta chỉnh. Không biết chỉnh chứ không phải là do dàn đâu nhá. Anh em mà không biết chỉnh, anh mua tất cả các bộ dàn về hú hết. Không có loa nào chúng hú cả, trừ chúng ta biết chỉnh. Nguyên nhân hú là do không gian, là cự ly ở gần loa. Thế thôi, ba là kỹ năng cân chỉnh. Nên chỉ ba cái này thôi.